Xin chào tất cả các em. Xin mời các em cùng tiếp tục đến với Unit 20. Unit số 20 là unit cuối cùng trong chương trình lớp 3, chủ đề Ask the Jew ở sở thú. Trong khuôn khổ bài học hôm nay, chúng ta sẽ đến với Lesson 1. Đầu tiên, xin mời các em. Cùng đến với danh mục từ vựng sẽ xuất hiện trong bài học các em nhé. Các em hãy cùng đọc. Jew, danh từ sở thú. Tiger, danh từ hổ. Horse, danh từ ngựa. Monkey, danh từ khỉ. Peacock, danh từ con công. Count, động từ đếm. Climb, động từ trèo. Và swim, động từ đung đưa. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung chi tiết của bài học. Number 1, look, listen and repeat. Ở phần này em hãy nhìn, nghe và sau đó em hãy lặp lại nhé. Ở đây, Mai và mẹ đang ở sở thú. Các bạn đang giới thiệu với là người bạn của mình về những điều mình nhìn thấy ở sở thú đấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Unit 20. At the zoo. Page 64. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Where are you, Mai? I'm at the zoo. B. What can you see? I can see a tiger. Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại nhé. A. Where are you, Mai? Mai, cậu đang ở đâu? I'm at the zoo. Tớ đang ở sở thú. B. What can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a tiger. Tớ có thể nhìn thấy một chú hổ. Bây giờ xin mời các em cùng đến phần 2. Listen, point and say. Ở phần này em hãy nghe chỉ và sau đó em hãy nói nhé. Vậy thì để muốn hỏi là cậu có thể nhìn thấy gì thì chúng ta sẽ hỏi là What can you see? Và mình sẽ trả lời I can see cậu tên các cái loài vật. Bây giờ chúng ta chú ý lắng nghe. Page 64. Lesson 1. Activity 2. Listen, point and say. A. A tiger. B. A horse. C. A monkey. D. A peacock. Em đã nghe xong. What can you see? I can see a tiger. Và đó là mẫu câu các em cũng vừa được nghe xong. Bây giờ chúng ta cùng lắp các từ vựng vào mẫu câu nhé. Nếu mà chúng ta cùng picture A thì chúng ta sẽ hỏi What can you see? Và mình trả lời I can see a tiger. Tớ có thể nhìn thấy một chú hổ. Phần B, What can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a horse. Tớ có thể nhìn thấy một chú ngựa. Phần C, I can see a monkey. Tớ có thể nhìn thấy một chú khỉ. Và phần D, I can see a peacock. Tớ có thể nhìn thấy một chú công. Bây giờ xin mời các em đến phần 3, Let's talk. Ở phần này chúng ta hãy nói nhé. Ở đây chúng ta nhìn được các bức tranh, các bạn hỏi nhau What can you see at the zoo? Vậy chúng ta sẽ nhìn vào chú hổ và chúng ta nói I can see a tiger. Tớ có thể nhìn thấy một chú hổ. I can see a horse. Tớ có thể nhìn thấy một chú ngựa. I can see a peacock. Tớ có thể nhìn thấy một chú công. I can see a monkey. Tớ có thể nhìn thấy một chú khỉ. Bây giờ xin mời các em cùng đến với number 4, listen and number. Ở phần này chúng ta hãy nghe và sau đó chúng ta hãy đánh số nhé. Page 65.
Page 65, Lesson 1, Activity 4. Listen and number. 1. What can you see? I can see a monkey. 2. What can you see? I can see a horse. 3. What can you see? I can see a tiger. 4. What can you see? I can see a peacock. Em đã nghe xong, vậy thứ tự chúng ta như sau: A, 2, B, 3, C, 4, and D, 1. Number 5, look, complete, and read. Ở phần này chúng ta sẽ nhìn, hoàn thành và chúng ta đọc lên nhé. 1. What can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a peacock. Tôi có thể nhìn thấy một chú công, peacock. Number 2, what can you see? Cậu có thể nhìn thấy một cái gì? I can see a horse. Tớ có thể nhìn thấy một chú ngựa, a horse. Number 3, what can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a monkey. Tớ có thể nhìn thấy một chú khỉ. Number 4, what can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a tiger. Tớ có thể nhìn thấy một chú hổ. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần cuối cùng, number 6. Let's play. Ở phần này chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi có tên là Mining Game, tức là trò chơi làm hoạt động. Vậy thì chúng ta sẽ đóng vai, một bạn sẽ đứng lên đóng vai các con vật và làm động tác mô tả các con vật đó. Các bạn sẽ hỏi what can you see? Và bạn nào trả lời đúng, ví dụ I can see a monkey, đúng nào, thì bạn đã được ghi điểm. Và tương tự chúng ta lại thay phiên nhau để lên minh họa về các cái loài vật để các bạn của mình đoán. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.